Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề tích phân. Và bài hôm nay chúng ta học đó là ứng dụng của tích phân trong hình học. Thì ứng dụng của tích phân trong hình học nó gồm có những phần. Thứ nhất là ứng dụng để tính diện tích hình phẳng. Thứ hai là tính thể tích. Và trong cái trường hợp đặc biệt của tính thể tích thì chúng ta tính thể tích khối tròn xoay. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta bước vào cái ví dụ tính tích phân từ 0 đến 2 1/4 x mũ 3 dx. Thì cái tích phân này hôm trước các em đã được học rồi. Và chúng ta tính cũng đơn giản. Đầu tiên là chúng ta lấy cái nguyên hàm của x mũ 3. Nó ra là x mũ 4 trên 4. Và chúng ta ra được kết quả là 1/16 x mũ 4. Lấy cận từ 0 đến 2. Thay số vào chúng ta tính ra kết quả bằng 1. Thì để ý rằng là trong cái đoạn 0,2 thì cái hàm số 1/4 x mũ 3 là 0 âm. Do đó theo nhận xét trong cái bài tích phân hôm trước thì cái kết quả này chính là diện tích của hình phẳng mà tạo bởi cái đồ thị hàm số 1/(x^3) trục x và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng 2 như dưới đây. Đây chính là cái phần mà màu xanh này, đó là cái diện tích S. Thì nội dung diện tích S này nó sẽ bằng với lại kết quả của chúng ta vừa tính ra là bằng 1. Đấy, đây là cái phần mà hôm trước chúng ta đã nhận xét, cũng là cái ý nghĩa sau cái phần định nghĩa tích phân. Tiếp theo là chúng ta xem xét đến cái tích phân thứ hai là đi từ -1 đến 0, 1/4 x mũ 3 dx. Thì cái tích phân này có cái hàm số rất là giống với lại cái hàm số ví dụ vừa rồi. Nhưng mà cái cận chúng ta lấy là từ -1 đến 0. Chúng ta xem xét kết quả ha. Thì sau khi tính tích phân này xong, lấy nguyên hàm của x mũ 3, sau đó chúng ta có kết quả, chúng ta thay các cận vào và chúng ta ra kết quả là -1/16. Như vậy thì với kết quả này nó là một con số âm. Như vậy thì nếu như chúng ta xem xét cái đồ thị hàm số này ở trong khoảng từ -1 đến 0 kết hợp với trục vành với hai đường thẳng x bằng -1, x bằng 0 thì chúng ta có cái miền là miền S này đây. Như vậy thì cái phần diện tích S này không thể nào là -1/16. Đúng không nào? Bởi vì diện tích thì không thể âm được. Như vậy thì nếu như mình muốn tính cái phần diện tích S này thì chúng ta tính như thế nào? Đấy. Như vậy thì chúng ta hãy để ý ha. Trên đây là đồ thị của hàm số y bằng 1/4 x mũ 3. Chúng ta lấy đối xứng trục qua cái trục ux thì chúng ta sẽ có cái đồ thị hàm số là y bằng -1/4 x mũ 3. Như vậy thì khi đó theo tính chất của đối xứng trục thì S là diện tích của cái phần màu xanh và S phẩy là diện tích phần màu hồng, nó sẽ bằng nhau. Đúng không nè? Đương nhiên là chúng ta cũng dễ dàng ta tính được cái S phẩy, bởi vì theo cái nhận xét tích phân hôm trước thì chúng ta tính được cái kết quả là 1/16. Cái kết quả 1/16 này là một số dương và đương nhiên cái hàm số y bằng -1/4 x mũ 3 trong đoạn -1, 0 cũng là giá trị dương. Như vậy thì kết quả này chính là diện tích của S phẩy, đúng không? Như vậy thì chúng ta lại vừa nhận xét lúc nãy là S và S phẩy bằng nhau. Đấy, cho nên là chúng ta tính được cái diện tích S là 1/16. Từ cái ví dụ này chúng ta có thể nhận xét ra một chuyện là nếu mình muốn tính diện tích của phần hình phẳng giới hạn bởi một cái đồ thị và trục hoành cùng với hai đường thẳng x bằng a, x bằng b, nếu như cái hàm số đó là lớn bằng 0 trên cái khoảng là ab thì chúng ta sẽ tính tích phân để ra kết quả. Còn nếu như mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta phải làm một động tác là chúng ta lấy đối xứng, đúng không nè? Như kết quả ở đây, diện tích S của một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số f liên tục trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b được tính theo công thức S bằng tích phân đi từ a đến b trị tuyệt đối fx dx. Chúng ta lấy trị tuyệt đối là bởi vì nếu như fx này lớn hơn bằng 0 trên đoạn ab thì tất nhiên diện tích của chúng ta là tích phân từ a đến b fx dx.
Nếu như Fx mà bé hơn hoặc bằng 0 trên đoạn AB thì cái tích phân đó chúng ta sẽ phải thêm dấu trừ vào. À, kết quả thì nó vẫn phải ra số dương. À, đây là cái hình ảnh minh họa, và hình ảnh này thì minh họa cho trường hợp Fx là 0 âm. Như vậy theo công thức đó thì chúng ta xem xét một số cái ví dụ sau. Ví dụ tiếp theo là tính diện tích phẳng S giới hạn bởi hàm số y bằng sin x trục hành và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng pi. À, khi chúng ta đã có được công thức tính thì chúng ta chỉ việc áp dụng công thức tính. Có thể là chúng ta không cần phải vẽ hình cũng được. Thì ở đây chúng ta để ý là trong cái khoảng 0 pi này nè thì sin x lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc 0 pi. Đúng không nè? Nên chúng ta sẽ áp dụng công thức vừa rồi. Thì khi áp dụng công thức đó, sin x nằm trong dấu giá trị tuyệt đối. Thì trong khoảng 0 pi thì nó không âm, cho nên chúng ta phá trị tuyệt đối đi. Kết quả nó sẽ ra là trừ cos x lấy cận từ 0 đến pi tính ra bằng 2. Như vậy đây chính là cái diện tích hình phẳng S giới hạn bởi hàm số y bằng sin x trục hoành và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng pi. À, chúng ta xét tiếp cái ví dụ nữa, đó là tính diện tích hình phẳng S giới hạn bởi hàm số y bằng cos x trục hoành và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng pi. Thì trường hợp của cos x thì nó có phần khác một chút. À, chúng ta hãy để ý là cos x này lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc 0 pi trên 2 và cos x nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc pi trên 2 pi. Đấy. Cho nên là cái công thức của chúng ta bắt buộc phải tách ra. À, đúng không nào? Thì cái việc tách ra ở đây thì nó cũng có được nhắc đến ở cái bài tích phân hôm trước. Đó là khi chúng ta học cái tính chất mà thầy gọi tạm gọi là giống giống như là quy tắc trang điểm ở trong cái vector, chúng ta có nhớ không? Thì có nghĩa là tích phân đi từ A đến B của Fx dx thì nó sẽ bằng tích phân đi từ A đến C của Fx dx cộng tích phân đi từ C đến B của Fx dx. Thì hôm đó thì thầy cũng đã nhắc đến là cái ý nghĩa của công thức đó là để chúng ta ý nghĩa đầu tiên của công thức đó chính là để chúng ta xử lý cái giá trị tuyệt đối này đây. Và hôm nay chúng ta gặp lại cái giá trị tuyệt đối. Chúng ta sẽ tách ra. Từ 0 đến pi trên 2 thì có x không âm, cho nên chúng ta sẽ giữ nguyên. Từ pi trên 2 đến pi có x mang giá trị là bé hơn hoặc bằng 0, cho nên chúng ta phải có thêm dấu trừ theo quy tắc của dấu giá trị tuyệt đối, đúng không nào? Thì chúng ta cũng dễ dàng tính ra được có x thì nguyên hàm là sin rồi, cho nên là chúng ta tính ra kết quả đây là bằng 2. Đấy. Vậy thì với hai kết quả mà chúng ta thấy được ở ví dụ 3 và ví dụ 4 cùng có một giá trị là 2 và cách tính thì nó có phần ở ví dụ 4 này có phần phức tạp hơn một tí. Thì chúng ta cũng xem lại cái hình minh họa. Mặc dù là thầy có nói là đối với những bài như thế này chúng ta có công thức rồi thì chúng ta có thể tính toán mà không cần phải vẽ hình. Nhưng mà ở đây thì thầy muốn các em xem lại cái hình minh họa của hai cái diện tích này. Thứ nhất là cái y bằng sin x, đúng không nào? Lấy cận từ 0 đến pi. Đây, cái phần diện tích của nó là phần màu xanh này. Còn đối với thằng cos x thì diện tích của nó là phần màu hồng đây. Đấy. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ ràng là nó có một phần phía trên, đúng không nè, phần phía trên trục hoành và một phần phía dưới trục hoành. Đấy, giao nhau thì cái vị trí này chính là pi trên 2 rồi, đúng không nè. Như vậy thì chúng ta đã thấy được cái cách tính, mà đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy được cái hình ảnh. Như vậy là cái việc mà chúng ta quan sát nó cảm giác là chúng ta thấy nó rõ ràng hơn rất nhiều. Vậy bây giờ thì nếu như chúng ta kết hợp hai cái đồ thị này lại thì chúng ta sẽ có một cái miền như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta quan sát cái miền ở đây là cái đường y bằng sin x đây, chúng ta hãy quan sát kỹ. Chúng ta men theo cái đường y bằng sin x rồi đường thẳng này, xin lỗi, đường cong này là đường đường y bằng cos x, đúng không nào? Như vậy thì khi mà chúng ta vẽ cùng một lúc hai cái đồ thị trên cùng một hệ trục tọa độ thì chúng ta sẽ thấy được có các miền S1, S2, S3, các cái miền lấy diện tích này. Hãy để ý là từ 0 cho đến pi trên 2 thì cos dương, đúng không nào? Đây là cái miền của cos, giống như miền này. Và chúng ta cắt nó. Như vậy chúng ta cắt cái phần phía dưới này là phần của sin, đúng không? Phần phía sin này.
Đấy, chúng ta cắt cái phần phía dưới thì nó phần giao nhau lại chính là cái phần màu vàng đây. Tương tự bên đây cũng vậy luôn. Đấy, chúng ta sẽ có được các cái phần giao nhau màu vàng. Vậy bây giờ đặt một cái vấn đề là chúng ta phải tính cái diện tích của cái phần màu vàng này như thế nào. Thì bài toán của chúng ta xét đến ở đây là ví dụ 5. Tính diện tích hình phẳng S giới hạn với hàm số y bằng sin x, y bằng cos x và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng pi. Như vậy là chúng ta thấy là với cái ví dụ 5 này thì hình ảnh của nó chính là hình ảnh mà chúng ta vừa đề cập, đúng không? Và ở đây thầy cũng chia sẵn cho các em nhìn thấy cái phần thứ nhất là ngay cái vị trí giao nhau là pi trên 4, đúng không nè? Đấy, sin với cos nó bằng nhau thì giao nhau vị trí là pi trên 4 rồi. Ở đây thì là pi trên 2, thì cái phần này á từ 0 đến pi trên 2 là cos dương này. Và đương nhiên trong phần đó sin nó cũng dương. Đấy. Rồi đến cái phần kế tiếp là cái phần riêng, đúng không? S3. S3 này phần đó sin dương nhưng mà cos thì nó âm, nó tạo ra một cái vùng như thế này. Như vậy chúng ta sẽ giải quyết bài này theo một cái ý tưởng là quan sát hình vẽ và chúng ta xử lý nó qua các phép tính. Thì cái quan sát hình vẽ của chúng ta là phần S1 này chúng ta tính như thế nào? Nếu chúng ta xét trên đoạn 0 pi trên 4, đúng không? Thì cos x nó nằm ở phía trên, chính là đường này, đúng không? Và toàn bộ cái phần diện tích mà cos x tạo ra trên khoảng từ 0 đến pi trên 4 sẽ là cái phần mà thầy, các em hãy xem theo cái hình mà thầy đang chỉ đây ha. Kéo cái đường này xuống đây này. Đây là đường y bằng 0, à xin lỗi, đây là đường x bằng 0 này. Đây là trục vành này. Cái đường này là x bằng pi trên 4 nè. Và đây là cái đường là y bằng cos x nè, là toàn bộ cái vùng này. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ đi cái vùng bên dưới là cái vùng tạo bởi sin, đúng không nào? Thì khi đó chúng ta mới có được cái S1. Như vậy thì qua phép tính nó sẽ là gì? Nó sẽ là một phép trừ. Từ 0 đến pi trên 4, tích phân từ 0 đến pi trên 4 cos x trừ tích phân từ 0 đến pi trên 4 sin x dx, đúng không nào? Như vậy thì cái tích phân này chúng ta cũng dễ dàng tính được thôi. Kết quả là căn 2 trừ 1. Đấy. Như vậy đến cái phần S2. Đến cái phần S2 này thì chúng ta tính như thế nào? Chúng ta quan sát từ pi trên 4 tới pi trên 2, cái phần này là sin nằm phía trên nè, đúng không nè? Cái phần này là cos đây, à, cái đường này là đường của cos. Vậy cái phần diện tích mà sin tạo ra trong khoảng từ pi trên 4 tới pi trên 2 so với trục vành ha, chúng ta tính so với trục vành trước. Đây là cái vùng này. Sau đó chúng ta trừ đi cái phần mà diện tích mà do có tạo ra với trục vành thì chúng ta sẽ có được cái phần S2. Đấy. Tức là chúng ta đang tính toán dựa trên cơ sở là diện tích hình phẳng tạo bởi đường cong và trục vành trước, đúng không nào? Đó, nãy giờ S1 cũng vậy, S2 bây giờ cũng vậy. Và ở đây nếu như bạn nào mà chúng ta tinh ý một tí thì chúng ta sẽ có một cảm giác đó là S1 với S2 sẽ bằng nhau. À, chúng ta kiểm tra thử trong phép tính coi đúng không? À, tích phân từ pi trên 4 tới pi trên 2 sin x dx trừ tích phân từ pi trên 4 tới pi trên 2 cos x dx, đúng không nè? Đây sin ở phía trên, cos ở phía dưới đây. Trừ nhau thì nó ra kết quả là căn 2 trừ 1. Chúng ta thế các giá trị vào, chúng ta tính toán ra đúng như vậy. Như vậy rõ ràng hình ảnh này trực quan có một cảm giác là nó bằng nhau, tính toán mình thấy nó bằng nhau thật sự. Tất nhiên ở đây thì cũng lưu ý là cái cảm giác chúng ta nhìn hình là thông qua cái con mắt thì tất nhiên là nó cũng có thể bị lừa, nhưng mà phép tính thì nó sẽ chính xác. Lúc nào chúng ta cũng phải dùng phép tính để kiểm tra lại ha. Cái phần S3 thì sao? Nếu như cái phần S3 này thì chúng ta sẽ suy nghĩ như thế này. Đầu tiên là chúng ta có cái phần diện tích tạo bởi sin này, trục vành này, đi từ pi trên 2 cho đến pi này, đúng không nào? Sau đó chúng ta có cái phần diện tích phía dưới là của cos. À, đúng không? Chúng ta cộng hai cái phần đó lại thì chúng ta sẽ ra kết quả là toàn bộ cái phần S3 này. À, vậy chúng ta xem. Nhưng mà chỗ này sao thầy viết dấu trừ ta? À, chúng ta lưu ý ha. Chỗ này thầy viết dấu trừ nhưng bản chất của nó là chúng ta đang cộng hai cái vùng này lại. À, tại sao vậy? Bởi vì chúng ta lưu ý cái phần này nè của cos là phía dưới trục vành, tức là giá trị của cos trong khoảng từ pi trên 2 đến pi này là nhỏ hơn và bằng không. Do đó, để lấy được cái phần diện tích này thì chúng ta phải lấy phần đối của nó. À, khi chúng ta phá triệt đối chúng ta phải có dấu trừ đấy, đúng không nào? Chúng ta phải có dấu trừ. Do đó là ở đây thì biến đổi luôn, thầy không để cái dấu giá trị tuyệt đối giống như trong công thức nữa.
thì nó ra kết quả là từ pi trên 2 tới pi sin x dx trừ thích phân từ pi trên 2 đến pi cos x dx. Và kết quả của chúng ta sẽ là 2. Rồi thì cái diện tích mà chúng ta đang cần tính ở đây nè, diện tích S mà người ta yêu cầu đây này, thì nó sẽ là tổng 3 diện tích S1, S2, S3. Và như vậy nó ra kết quả là 2 căn 2. Như vậy thì với cái kết quả này chúng ta cũng thấy là việc tính toán của chúng ta cũng có vẻ cực, đúng không nào? Chúng ta chia ra chúng ta tính như thế này nó hơi cực, vì chúng ta có thể thiết lập thành công thức để sau này mình tính toán nó nhẹ hơn hay không. Bởi vì cái tính toán của chúng ta thứ nhất là tính nhiều, đúng không nào? Và thứ hai nữa là cái gì? Chúng ta phải có hình ảnh. Nếu mình không có hình ảnh thì cái việc quan sát của mình nó sẽ không hỗ trợ cho cái việc tính toán của mình được. Vậy thì liệu chúng ta có thể đưa ra được cái công thức để sao cho là chúng ta không cần đến hình ảnh mà chỉ cần nhìn cái đề bài thế này này thì chúng ta có thể tính toán được. Đấy. Như vậy thì chúng ta quan sát ha. Đầu tiên là nhìn S1. Ở đây thì theo tính chất của tích phân mà chúng ta biết hôm trước thì chúng ta sẽ ghép lại để ra là cos x trừ sin x dx, đúng không nào? S2 thì chúng ta viết lại sin x trừ cos x dx. S3 chúng ta cũng viết lại như vậy. Và đương nhiên S thì bằng S1 cộng S2 cộng S3. Đấy, thì ở đây chúng ta cũng để ý là thầy cũng ghép lại một lần nữa. Đó, thầy ghép cái gì? S2 với S3 thì ghép lại đây. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái hàm số dưới dấu tích phân này. Đấy, nó giống nhau. Và cái cận pi trên 2 là cận trên, ở đây pi trên 2 là cận dưới. Như vậy thì nó khớp với lại cái tính chất thứ ba ở trong cái bài tích phân hôm trước chúng ta học. Như vậy chúng ta ghép nó lại để nó ra tích phân đi thẳng từ pi trên 4 tới pi. Đấy, đúng không nè? Như vậy là cái công thức của chúng ta S chúng ta được ghép bởi tính tổng của hai cái tích phân này. Bây giờ thì chúng ta thấy chỗ này là cos trừ sin, chỗ này là sin trừ cos. Thì sai khác nhau cái gì? Sai khác nhau cái gì? Sai khác nhau dấu trừ. Cos trừ sin nó sẽ bằng trừ mở ngoặc sin trừ cos, đúng không nè? Như vậy thì từ cái việc sai khác dấu trừ đó, nếu chúng ta để dấu giá trị tuyệt đối vào thì chúng ta có thể viết cho hai bên. Đấy, hai bên này giống nhau, đúng chưa? Khi chúng ta viết được hai cái hàm số dưới dấu tích phân giống nhau, mà ở đây pi trên 4 là cận trên, ở đây pi trên 4 là cận dưới. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng tính chất thứ ba trong bài tích phân hôm trước. Và chúng ta ghép lại để chúng ta có tích phân từ 0 đến pi sin x trừ cos x trong trị tuyệt đối. Để đấy, thì toàn bộ cái quá trình mà nãy giờ chúng ta biến đổi ở đây, mục tiêu chính là chúng ta ra được đến đây. Ra được đến đây. Như vậy ra đến đây chúng ta nhìn nhận được cái vấn đề như thế nào? Sin x là một cái hàm số có đồ thị như thế này. Cos x là một hàm số khác. Đấy, đúng không nào? Có đồ thị như vậy. Thì nếu như chúng ta muốn tính diện tích hình phẳng mà giới hạn bởi hai cái đồ thị hàm số với nhau, chứ không phải là giới hạn giữa hàm số với ox, đúng không nào? Chúng ta nâng cấp lên giới hạn giữa hai hàm số với nhau, thì chúng ta phải áp dụng cái công thức tương tự như công thức này. Giờ chúng ta tổng quát lên cho hai hàm số y bằng fx và y bằng gx liên tục trên đoạn AB, gọi d là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đó và các đường thẳng x bằng a, x bằng b. Khi đó diện tích S của hình d là tích phân từ a tới b trị tuyệt đối fx trừ gx dx, giống như trên hình vẽ. Tất nhiên trên hình vẽ này thì chúng ta cũng có là fx lớn hơn gx, đúng không nè? Ở đây thì nó là hình vẽ đại diện thôi, nó không có phải là đặc trưng cho tất cả mọi trường hợp được, nó đại diện thôi. Nhưng quan trọng là công thức này chúng ta sẽ áp dụng được cho tất cả các trường hợp. Như vậy thì với công thức như thế này, chúng ta phải nhìn nhận lại nếu như gx này, nếu gx này, đấy, nếu gx này là không, tức là khi đó là hai hàm số chúng ta đang xét là hàm số y bằng fx và y bằng 0. Vậy chúng ta để ý y bằng 0 là gì? Y bằng 0 là, y bằng 0 chính là trục hoành, đúng không nào? Như vậy nếu như chúng ta có được hàm số thứ hai của chúng ta có đồ thị chính là trục hoành thì nó trở thành S bằng tích phân từ A tới B trị tuyệt đối fx dx. Như vậy cái công thức này nó là công thức tổng quát hơn so với công thức trước đó mà chúng ta vừa mới học, đúng không nè? Đấy, chúng ta phải nhìn nhận như vậy thì nó mới thấy cái sự liên tục của kiến thức,
Lúc nào chúng ta cũng phải thử các trường hợp, quan sát và đánh giá để chúng ta biết được cái kiến thức nó liên tục như thế nào, nó sinh ra như thế nào, mối quan hệ của nó ra làm sao. Đấy, thì ở đây thầy chỉ thêm một cái mối liên hệ ha. Thì công thức này chính là công thức tổng quát hơn so với công thức trước đó chúng ta học. Bây giờ chúng ta xét đến ví dụ. Chúng ta quay lại cái ví dụ này, chúng ta nhìn thấy hình ảnh rất là quen thuộc. Tại sao lại là ví dụ này nữa? Thì chúng ta để ý là ở trong ví dụ vừa rồi, mục tiêu của chúng ta là lấy ý tưởng. Chúng ta phải phân tích ra để chúng ta so sánh rồi tách cái này ra thành là ba cái phần S1, S2, S3 để chúng ta lấy ý tưởng, và sau khi lấy ý tưởng xong thì chúng ta mới tính toán và cuối cùng là tổng quát lên để ra được công thức. Đấy. Thì cái vấn đề lúc nãy của chúng ta là trong cái bài làm của mình nó có thể sẽ còn thiếu sót, bởi vì mục tiêu chính chúng ta lúc đó là lấy ý tưởng chứ không phải là mục tiêu giải bài, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta để ý nè, dòng đầu tiên trong bài này phải là sin x bằng cos x tương đương với x bằng vi trên 4 với x thuộc về đoạn không pi. Tại sao là như vậy? Bởi vì vừa rồi chúng ta để ý là pi trên 4 này là trên hình vẽ, đúng không? Chúng ta không đề cập trong bài giải thì điều đó nó chưa hợp lý. Liệu chúng ta lấy một cái giao điểm bất kỳ, chúng ta giống xuống trục hoành, thì làm sao chúng ta có thể xác định được à cái vị trí đó là pi trên 4 hay là số khác, đúng không? Chỉ có thể xác định được chính xác nó là số nào khi chúng ta giải phương trình mà thôi, đúng không? Như vậy là để chặt chẽ trong bài giải, mình phải làm một động tác là chúng ta phải giải phương trình hoành độ giao điểm của hai cái hàm số đó. Như vậy thì sau khi chúng ta giải rồi thì chúng ta áp dụng công thức, đúng không nè? Và lưu ý rằng ở trong công thức mà chúng ta áp dụng đó, chúng ta tách thành hai phần thôi, chúng ta tách thành hai tích phân thành phần để chúng ta tính. Tại sao lúc nãy trong quá trình là tầm ý tưởng á, thì chúng ta lại là ba cái mà bây giờ chỉ có hai cái thôi? Đơn giản là bởi vì lúc nãy chúng ta so sánh với chúng ta so sánh mỗi hàm số đó với nhau và xét trên diện tích với trục hoành, rồi chúng ta trừ nhau, đúng không nè? Cho nên khi mà cái hàm số đó không âm thì khác, mà hàm số đó ở chỗ âm thì nó khác, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì với công thức mà chúng ta vừa tạo ra, chúng ta chỉ quan tâm đến hai hàm số, ở đây là y bằng sin x và y bằng cos x. Chúng ta chỉ quan tâm hai hàm số này, khi nào thì hàm số y bằng sin x lớn hơn, khi nào thì hàm số y bằng cos x lớn hơn, để chúng ta phá dấu giá trị tuyệt đối hợp lý, đúng chưa? Điều đó có nghĩa là ở đây chúng ta thấy là từ 0 đến pi trên 4 này thì hàm số y bằng cos x lớn hơn, cho nên ở chỗ này cos x được đứng trước. Và từ pi trên 4 đến pi thì hàm số y bằng sin x lớn hơn, cho nên là chỗ này sin x đứng trước. Và như vậy khi tính toán kết quả chúng ta không hề thay đổi gì hết, vẫn là 2 căn 2. Chúng ta qua ví dụ tiếp theo. Chúng ta lại tiếp tục ví dụ 5 nữa rồi. Tại sao vậy ta? Tại sao là như vậy? Thì hãy theo dõi tiếp một chút xíu. Chúng ta sẽ có thêm những cái nhận xét bất ngờ, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta vẫn làm động tác giải phương trình hoành độ giao điểm để ra x bằng pi trên 4, tức là hoành độ giao điểm của hai đồ thị này trong không pi, đúng không? Tiếp theo, chúng ta vẫn ghi đúng công thức ra thì có gì khác với lúc nãy đâu, vẫn chưa. Đây. Tiếp theo, đã có chỗ khác. Chỗ khác này là gì? Chúng ta để ý là thầy không hề đổi cos lên phía trước, mặc dù trong khoảng từ 0 pi trên 4 chúng ta thấy rõ ràng cos x lớn hơn, đúng không? Như vậy là chỗ này thầy vẫn không để cos lên trước. Ở đây thì sin lên đứng trước là bình thường rồi, đúng không nào? Nhưng mà thầy đã có một cái dấu giá trị tuyệt đối lớn ở phía ngoài cả cái tích phân đó. Cái dấu giá trị tuyệt đối lớn ngoài tích phân này để đảm bảo rằng tích phân chúng ta tính ra, cho dù số âm số dương gì không biết, chúng ta chỉ lấy phần dương mà thôi. Vậy thì cái mục đích ở trong đây làm gì? Mục đích để làm gì đây? Đấy. Không phải bài nào chúng ta cũng dễ dàng vẽ đồ thị. Không phải bài nào chúng ta cũng cứ vẽ các miền diện tích ra để chúng ta tính toán, so sánh, đối chiếu, xem xét. Đúng không? Chúng ta đã không vẽ mà chúng ta muốn biết hàm số nào lớn hơn thì chúng ta lại có thể phải xét dấu. Hoặc vẽ hình ra để nhìn, hoặc xét dấu. Như vậy rõ ràng trong quá trình tính tích phân của chúng ta thì chúng ta phải mất công thêm một cái bước là xem coi đối tượng nào, hàm số nào lớn hơn. Nhưng mà đối với phương án mà thầy mới đưa ra đây thì chúng ta không quan tâm đến chuyện đó.
Bởi vì chúng ta tính cái tích phân này ra, cho dù nó âm nó dương gì chúng ta không biết, chúng ta chỉ lấy đúng cái phần dương của nó thôi, tức là lấy trị tuyệt đối. Như vậy thì kết quả của chúng ta không hề thay đổi, đúng không nè? Mà việc tính toán chúng ta đã giảm được một cái quá trình làm việc, đó là xét dấu, xem sinus và cotes này hàm nào lớn hơn trong khoảng nào. Đấy. Như vậy rõ ràng lợi thế của cách này nó giảm được cái bước tính toán của chúng ta. Và chúng ta có một cái chú ý. Khi áp dụng công thức S bằng tích phân đi từ A đến B, trị tuyệt đối Fx gợi, đúng không nè? Trị tuyệt đối của Fx trừ gợi x dx, cần khử dấu giá trị tuyệt đối của hàm số dưới dấu tích phân. À, đấy, cái chuyện này là chuyện bình thường. Muốn vậy, ta giải phương trình hoành độ giao điểm của Fx và Gx, tức là phương trình Fx bằng Gx tương đương với Fx trừ Gx bằng 0 trên đoạn AB. Lưu ý chúng ta chỉ giải trên đoạn AB thôi nha. Có đôi khi là trên tập số thực hay là trên một cái tập hợp lớn hơn, chúng ta giải cái phương trình nó khó khăn, nhưng mà trên một cái đoạn lấy tích phân đôi khi là dễ giải. À, chúng ta sẽ tìm hiểu cái đó khi mà các em làm bài tập nhiều và có kinh nghiệm nhiều, chúng ta sẽ nhận ra được điều đó. Giả sử phương trình có nghiệm C, ở đây thì thầy giả sử có một nghiệm thôi, những trường hợp khác thì tương tự ha. Khi đó Fx trừ Gx không đổi dấu trên các đoạn AC, CB. Tất nhiên khi có một nghiệm rồi, theo cái quy tắc xét dấu mà chúng ta biết từ trước đó, đúng không nè? Thì trong một cái khoảng đó chỉ có duy nhất một loại dấu thôi. Tức là trên cái bảng xét dấu đó, giữa hai số 0 nó chỉ có một loại dấu, đúng không nè? Như vậy thì chúng ta có thể viết là tích phân S bằng tích phân đi từ A đến B, trị tuyệt đối Fx trừ Gx dx bằng trị tuyệt đối của tích phân đi từ A đến C, Fx trừ Gx dx cộng trị tuyệt đối tích phân đi từ C đến B, trị của Fx trừ Gx dx. Đấy. Chúng ta không cần quan tâm đến cái dấu nó là dương hay âm gì hết. Chúng ta cứ bỏ tuyệt đối ngoài. Thì cái việc tính toán của chúng ta nó sẽ vẫn đúng kết quả. À, thì với cái chú ý này của chúng ta thì nó sẽ giúp mình có lợi thế là trong quá trình tính diện tích ha, chúng ta áp dụng công thức tính này và chúng ta áp dụng cả cái chú ý này thì chúng ta có thể không vẽ hình mà vẫn tính đúng. À, chúng ta xem xét cái ví dụ sau đây. Đây, tính diện tích bình phẳng S giới hạn bởi hàm số y bằng x tố 3 trừ x, y bằng x trừ x bình, đúng không nè? Đây, ta có đầu tiên là mình phải giải phương trình hoành độ giao điểm và tìm ra được ba cái nghiệm là 0, 1 và trừ 2. Thì như vậy cái tích phân chúng ta là chúng ta sẽ lấy từ cái số nhỏ nhất đó là trừ 2 đi đến cái số lớn nhất là số 1. Đương nhiên nó có số 0 ở giữa. Thì cái ví dụ này á, nếu như không có hình ảnh này, thực ra vẫn làm được. Đúng không? Chúng ta vẫn làm được. À, chúng ta vẫn đi theo cái quy tắc là từ trừ 2 tới 1, đúng không? Lát nữa chúng ta sẽ tách. Chúng ta tách ra và chen cái cận không này vào. À, ở đây chúng ta ra cái S trước đã. Nhưng mà cái hình ảnh này nè, cái hình ảnh này giúp cho chúng ta khẳng định lại cái suy nghĩ của mình nó đúng thôi. Đấy, chứ không phải cái hình ảnh này là bắt buộc phải có. Đấy. Bây giờ chúng ta tính toán. Đúng không? Chúng ta bung cái tuyệt đối ra ngoài. Chúng ta đâu có quan tâm đến cái hình ảnh, chúng ta không cần biết đứa nào lớn hơn trong cái khoảng nào hết. Mà chúng ta cứ bung tuyệt đối ra và chúng ta tính toán. Đấy. Nhớ là phải có tuyệt đối đi theo cho đến khi chúng ta lấy nguyên hàm nè, lấy cận nè, đến kết quả cuối cùng. Đúng chưa? Như vậy là cái kết quả 37 phần 12 là kết quả của diện tích mà bài toán yêu cầu. Và quá trình tính toán của chúng ta hoàn toàn có thể thuần túy ở trong cái khu này. Đấy. Tức là chúng ta kết hợp cái gì? Kết hợp cái việc là cái phương trình hoành độ giao điểm để chúng ta tìm ra các cái cận, đúng không nè? Sau đó chúng ta lấy cái cận bé nhất này, cái cận lớn nhất nè. Đấy, chúng ta thế vào là để ra được cái công thức tính diện tích. Sau đó chúng ta mới tách dựa trên cái cận còn lại. Thì quá trình làm của chúng ta có thể không cần đến hình vẽ. Để minh họa thì chúng ta xem cái ví dụ số 7 nè. Ví dụ này thì thầy sẽ không vẽ hình. Ở ví dụ này thì chúng ta để ý là cũng nâng cấp lên một tí là cái hàm số mà chúng ta đang xét này có tuyệt đối. Y bằng trị tuyệt đối của logarit tự nhiên của x. Y bằng 1. Ta có là tuyệt đối là nx thì bằng 1, tức là khi mà nó bằng 1, nếu như mà x bằng 1 hoặc là bằng trừ 1, đúng không nè? Đấy, cái này chúng ta đang giải phương trình thôi. Chúng ta phá tuyệt đối bằng 1 hoặc bằng trừ 1. Kết quả là e hoặc là 1 trên e.
Chúng ta để ý là thầy không phải là phá trị tuyệt đối theo định nghĩa. Đây là chúng ta đang giải phương trình trị tuyệt đối của A bằng B. Trong đó B của chúng ta là số dương rồi. Cho nên chúng ta chỉ việc là tách nó ra, một cái đối tượng bằng B, một đối tượng còn lại là trừ B, đúng không nào? Đây là cái phương án giải cái phương trình tuyệt đối này chúng ta học từ lớp 10 rồi. Kết quả chúng ta là E với lại 1 trên E. Rồi. Bây giờ cái này mới là phá tuyệt đối của LNX đây ha. Nó bằng LNX nếu X lớn hơn hoặc bằng 1, và nó bằng trừ LNX nếu như X đi từ 0 cho tới 1. Và chúng ta lưu ý là chúng ta đang xét ở trên cái khoảng từ 1 trên E tới E đây. Chúng ta xét trên cái này. Để chúng ta lấy cái tích phân. Đấy. Tích phân chúng ta sẽ là đi từ 1 trên E tới E, trị tuyệt đối của trị tuyệt đối LNX trừ 1 dx. Rồi. Như vậy thì chỗ này chúng ta tách nó ra. Mà chúng ta để ý nè, nó khác với lại cái ví dụ 6 là chúng ta tách thì chúng ta đổi hai cái trị tuyệt đối cộng lại, đúng không nè. Nhưng mà trong bài này thì chúng ta lưu ý là cái trị tuyệt đối này là trị tuyệt đối của cái hàm, chứ không phải là cái trị tuyệt đối của cái tích phân. Và trong cái tích phân đó có hai ba cái khoảng, xin lỗi, ở trên cái đoạn đó nó có hai ba cái khoảng mà hàm số nó lớn bé khác nhau, đúng không nè. Nhưng mà ở đây chúng ta đang có cái hàm số chúng ta đang xét là tuyệt đối. Để lấy được tích phân thì chúng ta bắt buộc phải tách nó ra. Và cái tuyệt đối này được đưa ra ngoài bởi vì chúng ta chỉ xét trên một cái đoạn là từ 1 trên E tới E thôi, nó chỉ có một loại dấu duy nhất thôi, nên chúng ta đưa tuyệt đối ra ngoài luôn. Thì cái LNX nếu X lớn hơn bằng 1, cho nên chúng ta xét là từ trừ chen số 1 vô đây. Ở đây là từ 1 trên E tới 1, ở đây là từ 1 tới E. Bên đây thì nó là dương, đúng không? Bên đây âm, cho nên phải bổ sung dấu trừ vô. Đấy. Bây giờ là chỗ này chúng ta tính toán ra thì nó cũng không khó khăn gì lắm. Kết quả của chúng ta đây. Thì các em cũng lưu ý một chuyện là để tính cái nguyên hàm của LNX thì chúng ta thực tế là phải dùng cái công thức nguyên hàm từng phần. Nhưng mà cái kết quả này chúng ta có thể nhớ luôn. Đó là nguyên hàm của LNX là X LNX trừ X. Đúng không nào? Chúng ta có thể nhớ luôn kết quả đó để chúng ta sử dụng về sau cho nó gọn. Chứ mỗi một lần mà xuất hiện LNX chúng ta lại làm nguyên hàm từng phần thì có vẻ hơi cực. Tại vì nó cũng là thường gặp, đúng không nào? Và kết quả của chúng ta là 1 trên E cộng E trừ 2. Kết quả này có phải số dương không nhỉ? Phải số dương không ta? Làm sao biết nhỉ? Các em còn nhớ E bằng mấy không? Số E này là một số vô tỷ và nó xấp xỉ là 2,71828 gì đó. Một chuỗi phía sau nữa. Đúng không? Thì riêng E trừ 2 đã lớn hơn 0 rồi. Cộng thêm 1 trên E đương nhiên là số lớn hơn 0. Thầy thì thầy nói vậy thôi chứ thực tế chúng ta sẽ ra kết quả dương là chắc chắn, bởi vì chúng ta đang xét tuyệt đối mà. Đúng không? Nhưng mà thỉnh thoảng có đôi khi có một vài em khi làm bài đến đó rồi không biết mình tính đúng hay sai, mà trong cái câu trắc nghiệm chẳng hạn người ta lại ra trong đó có một cái đáp án mà nó ra số âm, mà đôi khi do mình không nhớ giá trị của E đấy, mình lại chọn nhầm đáp án đấy. Điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra, cho nên chỗ này thầy muốn nhắc nhở, đúng không? Thầy nói lại một lần để thầy nhắc thôi, chúng ta nhớ cái giá trị của số E để khi mà chúng ta tính toán ra chúng ta nhớ được diện tích của chúng ta ra kết quả này đúng không, nó đúng là số dương không. Đó. Tức là đó là một trong những tiêu chí để chúng ta có thể chọn câu trắc nghiệm. Nếu như trong bốn đáp án đó mà người ta cho một số đáp án âm thì để tính diện tích mà ra âm là chắc chắn chúng ta loại ngay. Chúng ta còn giảm lại để chúng ta giảm số đáp án lại để chúng ta chọn cho nó dễ, đúng không nào? Rồi, tiếp tục. Ví dụ số 8. Tính diện tích bình phẳng S giới hạn bởi đường cong y bằng x bình cộng 1 tiếp tuyến với đường này tại M 2 năm và trục OY. Thì với cái bài này á là chúng ta thấy là có phải là cái bài mà mình học ở phía trên không ta? Thì nãy giờ chúng ta làm mà giới hạn bởi đường cong với trục hoành, giới hạn với hai đường cong. Giờ tự nhiên xuất hiện cái tiếp tuyến thì sao? Bản chất là tuy nói giới hạn bởi hai đường cong nhưng bản chất là giới hạn bởi hai cái đồ thị hàm số, đúng không? Phải nói cho nó chính xác là vậy. Cho nên ở đây tiếp tuyến bản chất của nó cũng chính là một đồ thị hàm số thôi. Như vậy thì ở đây mình có được một cái hàm số người ta cho rồi, đúng không? Hàm số còn lại mình phải đi tìm. Đấy, nó khác với những bài tập ở trên là người ta cho thẳng hai hàm luôn. Bây giờ mình phải đi tìm thôi.
thì cũng không khó gì, chẳng qua mình ôn lại kiến thức của học kỳ 1 đúng không nè. Phương trình tiếp tuyến với đường cong y bằng x bình cộng 1 tại M25 năm là đây, y bằng y phẩy 2 x trừ 2 cộng 5. Chúng ta nhớ phương trình tiếp tuyến không nè, y bằng y phẩy 0 x trừ x0 cộng y0. À, cái công thức học từ lớp 11 lần ha. À, và chúng ta ráp vô chúng ta có là cái hàm số của chúng ta là y bằng 4x trừ 3. Như vậy là chúng ta đã có đủ cái thông tin đúng không nè. Và chúng ta sẽ lấy cái kết quả đây. À, vì hai cận của chúng ta, thứ nhất là cái trục OY này là x bằng 0 rồi. À, và thứ hai nữa là cái tiếp tuyến tại. Như vậy thì cái con số 2 này chính là cái cận thứ hai. Đây, có đó cũng là những cái chuyện mà khiến cho rất nhiều bạn lúng túng chỗ này. Chúng ta nhìn không được cái cận của nó là không ổn. Nhưng mà ở đây thì nếu chúng ta áp dụng những cái suy nghĩ như là những cái ví dụ phía trên thì sao? Ví dụ như là trục OY thì phải nhớ đó là x bằng 0 rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết cái cận còn lại là 2 thì chúng ta đi làm gì? Chúng ta giải phương trình vành đai giao điểm thôi, và tất nhiên nó sẽ ra đúng số 2 cho chúng ta. Đúng không? Và khi có đủ hai cận thì chúng ta cứ việc ráp công thức lấy tích phân. Bởi vì chúng ta chỉ có một đoạn để xét thôi, cho nên là chúng ta phá triệt đó ra ngoài. Tính toán ra được 8 phần 3. Chính là cái kết quả của bài này. Đấy. Như vậy là qua các cái ví dụ đúng không? Thì chúng ta cũng đã nhìn thấy khá nhiều vấn đề. Từ những ví dụ đầu tiên để chúng ta xây dựng nên công thức. Từ công thức là diện tích giới hạn bởi đường cong với trục vành, rồi giới hạn với hai đường cong. Rồi sau đó chúng ta xem xét các ví dụ để xét các trường hợp phổ biến. Đúng không nè? Đó, rồi chúng ta mỗi một lượt như vậy thì chúng ta rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Và hy vọng là với nhiều kinh nghiệm như vậy thì chúng ta sẽ dùng nó để làm các bài tập tự luyện này, và làm thêm nhiều bài tập ở trong sách giáo khoa, sách bài tập cũng như là đề cương bài tập ở các trường các em. À, thì chúng ta sẽ vững hơn ở cái phần diện tích bình phẳng này. Đây, ở đây thì thầy ra các cái bài tập tự luyện như sau. Thứ nhất là tính diện tích bình phẳng giới hạn bởi đường cong y bằng sin bình nhân cos mũ 3 trục OX và hai đường thẳng. Như vậy thì công việc của chúng ta là công việc phải lấy nguyên hàm của cái anh này. Đúng không nè? Và cái cách để lấy nguyên hàm của anh này chứ là chúng ta sẽ dùng gì nhỉ? Chúng ta sẽ dùng đổi biến số đấy. Ở đây thì thầy gợi ý luôn là đổi biến số loại 1. Tất nhiên là chúng ta phải linh hoạt một tí. Cos mũ 3 thì chúng ta viết thành là cos bình nhân cos. Như vậy thì khi chúng ta đặt sin là t thì tất nhiên chúng ta sẽ có ngay lập tức là cái dt là cái gì, và nó có luôn trong hàm. Đấy, và chúng ta cũng rèn luyện lại cái cách làm bài đổi biến số hôm trước. Ví dụ thứ hai đó là, à, xin lỗi, bài tập thứ hai là diện tích bình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng x, e mũ x, y bằng 0, x bằng trừ 1, x bằng 2. Thì với cái bài này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải thấy là y bằng 0 này là gì nhỉ? Nó là trục hoành đấy. Thì nó cũng không khác với bài trên đâu. Nó cũng là giới hạn bởi đường cong với trục hoành. Nhưng trong bài này chúng ta sử dụng công thức tích phân từng phần để chúng ta tính. Đúng chưa? Thì khi chúng ta làm các bài tập diện tích, đồng thời chúng ta ôn lại cách tính tích phân ở bài trước. Tính diện tích bình phẳng giới hạn bởi, ở đây là hai đường cong, và chúng ta cứ bám đúng theo các ví dụ vừa rồi, các hướng dẫn vừa rồi, thì chúng ta tìm đầu tiên là gì, phương trình vành đai giao điểm, tìm các cận, sau đó đặt triệt đối vào, tính toán nó sẽ ra. À, tương tự như vậy cho cái ví dụ thứ tư này. Và ở đây thì bài học hôm nay kết thúc, thì các em hãy cố gắng làm bài tập nhiều và xem lại bài kỹ lưỡng, chúng ta chắc chắn sẽ nắm vững kiến thức. Mến chào các em. Thank you.